Em ơi, mình sai lầm chui vào đây, nó có cái bức tường này, nó không có gió. Cá thì vẫn ở trong ổ, vẫn cầy mình được khoảng hơn chục con rô phi với cả một con trôi, bằng toàn là cái loại bằng ngón chân cái thì mình vứt hết đi. À đây, đây còn một con trôi con này. Anh em xem nào. Đây câu lục này. Đây, chết cọng keo này. Này ném đi để làm gì? Nó lại ném thế nào nó lại trúng cái vợt này. Mới là hơn chục con rô phi nữa anh em ạ. Tao có loại hai ba ngón tay thôi. Dục hết đi, chả lấy con nào. Một con lục thế nào hôm nay rô phi nó vào đụng kinh lắm. Lúc nãy vừa xong có con ba ba mình ở ổ lục nó ăn. Mình giật nhưng mà không được. Chính xác là tới thời điểm hiện tại thì vẫn móm cho mình bỏ cái ổ lục này đi. Ngồi mấy tiếng đồng hồ rồi. Ngồi câu toàn cá con, bỏ cái ổ lục này mình đi qua cái đảo kia mình câu lăng xê anh em nhé. Đó mình qua cái đảo kia câu lăng xê. Thì hôm nay ở hồ có 2, 4, 5, cả mình nữa là 6 cần. Và hiện tại thì vẫn không ai được con cá gì anh em nhé. Thế đó mình lại được một con trôi con này. Mấy khoảng mười mấy con rô phi toàn hai ngón tay thôi thì mình giục hết đi rồi, vứt hết đi rồi. À, bây giờ mình chuyển qua bên kia mình ngồi mình câu lăng xê. Hello anh em, thì mình dính con cá ở lăng xê đầu tiên nhá. Anh em đoán to hay nhỏ đây? Thuốc cần tụi con hello anh em, đây là con đầu tiên rồi. Vậy là được một con rồi, tầm hơn cân tí thôi. Rồi kệ, được thì được, mình vẫn chuyển sang Hello bên anh kia em, tôi anh em chết ạ. toi rồi. Mình vừa chuyển sang đến đây phát thì trời rông này. Cả ngày không có gió, bây giờ tự dưng nổi gió lên thì rông, khả năng là mưa to anh em ạ. Đây có một anh không được con nào này. Ngồi từ sáng không được con nào về này. Hai người một hai người về rồi, hai người về rồi không được con gì, hai người về rồi không được con gì anh em nhé. Mình được một con rồi, mình câu từ chiều, mấy những anh này là câu từ sáng đây, còn mấy chú còn lại chưa được con gì rồi. Ok, mình chỉ sợ trời mưa thôi, nếu mà mưa thì cũng có tay rồi anh em. Đây mình vừa chuyển sang đến đây xong. Ôi anh em nhìn gió này, đúng là nó đang rông rồi. Vớ vẩn mưa không nên, nó mà mưa thì chim cút anh em ạ. Mưa thì câu gì nữa.
Ôi cảm lạnh chết, đang người đang nóng mà như cục than này mà giờ mưa phát thì ăn đòn. May còn được một con trôi nữa, hy vọng cố bắt thêm con nữa để cho đỡ móm. Dính hàng này đó. À, nhìn ông bơ nó chạy này. À, không biết là to hay nhỏ anh em nhé. Giờ anh em thử xem to hay nhỏ nhé. Con thứ hai. Đây, mình cắm ra đây này, quay ra đằng này. Anh em ơi, khoảng hơn cân, chủ quan nhé, khoảng hơn cân mình chủ quan, mình nhấc thẳng lên thế là nó bị bung mất nhé anh em, đứt đứt mép, đứt mép. Đây cần cần cái cần này thì cũng vừa lôi, hình như cá bây giờ nó đi ăn rồi ấy, nhưng mà hình như nó bị bung rồi, do mình đang mải lôi cái con mất dạy này, quá đen anh em ạ, mãi mới được thêm một con nữa thì bung. Con vừa xong bung là do mình nhé, nếu mà mình lấy vợt thì không bao giờ bung được, do là chủ quan nghĩ là nó đóng sâu rồi nên là cứ thế lôi thôi. Rồi cái cần thì con là cần cũng bị bung mất rồi sao ấy. À, con là cái cần cũng bung mất nốt rồi sao anh em ạ? Thôi mình nắm mồi trước đi. Cũng, tại chủ câu lục, câu lăng xê là phụ thôi, thế loay quay cuối cùng lại câu lăng xê. Nên là mồi lăng xê nó không còn nhiều anh em ạ. Đấy, anh em nghe thấy sấm chớp ầm ầm chưa? Chuẩn ra là được hai cháu rồi anh em nhé, nhưng mà cháu vừa xong thì do mình nha, do mình chủ quan mất là đúng rồi, tại vì trong cái vợt kia vẫn đựng một con cá trôi nên là lười ra lấy vợt, chính xác là lười ra lấy vợt nên là bung mất con trôi khoảng tầm cân 1 cân 2 thôi, nó cũng như con ở trong vợt thôi. Khinh địch à, chủ quan là bung là đúng rồi. Thế là hôm nay không móm anh em nhé. Đẹp ra được hai con trôi này toàn là lên nhìn thấy mặt mũi chân tay rồi nhá. Một con thì vào giỏ rồi, còn một con thì như anh em thấy đấy, lên gần đến bờ thì nó nhảy nước. Còn là cái con nào cần thì vừa giật xong thì bung rồi. Phao nổi lên kia nó bung rồi, bởi vì mình oánh tít ở bên trong và tít bên ngoài này. Cũng không thấy đông đầy gì nữa.
Anh em ơi, lại vừa dính nhá. Đây mình sẽ cẩn thận mình mang vợt ra. To phết đấy anh em ạ, to phết đấy. Đó, câu cái ống bơ cũng có cái hay của ống bơ anh em nhớ đâu. Thôi chết rồi. Bằng con chép vàng anh em ạ, to. Con này thả bể đẹp. Mình nhìn ở dưới nước áng chừng chỉ khoảng hơn cân nhưng mà nó lôi kinh khủng tởm luôn anh em ạ. Nó lôi được quá kinh khủng luôn. Quá, to đây không khéo phải 2 cân đây anh em ạ. Anh em ơi, nó phải 2,5 cân 3 cân. Anh em thấy gì chưa, nó phải 2,5 cân 3 cân mà là con chép vàng. Anh em nhìn nó cứ kinh khủng khiếp không. Trời ơi, nó quá to luôn. Wow, anh em ơi. Wow. Anh em nhìn con chép vàng nó to vật vã chưa. Đôi lăng xê đóng thẳng vào mồm.
Ôi con chép vàng này đẹp. Có rồi anh em ạ. To này hè nào nó lôi kinh thế. Lần đầu tiên mình câu được con chép vàng to thế này anh em ạ. Anh em nhìn này, nó to vần vã không? À anh em nhìn này, nó to không? Quá to luôn, con này phải hơn 2 cân. Em ơi, cái này lại dính nhá. Đó, cái này ống bơm này rất chết để nhảy. Không to lắm anh em ạ, chỉ khoảng cân thôi, các này trên dưới cân thôi. To to anh em. Ôi, anh em thấy to chưa? Đúng con trôi to. Nay mang cái cần câu đi làm cảnh anh em ạ. Ống bơ hơn cần câu. Con này to anh em nhé, con này phải cân rưỡi đấy.
cái chỗ này ném, tự dưng hôm nay lại nhảy lên. Ngon. Anh em ơi, thế là được, trong giỏ là ba con rồi nha, đúng ra thì bốn nhá, vì rơi mất một con cái lúc mình dòng đấy anh em nhá. Ok, tắt ở đây. Anh em ơi, mình đi về nhưng mà không bật được đèn flash anh em ạ. Đây. Bởi vì trời tối, bởi vì hết hết pin quá. Tí về nhà mình quay cả anh em xem nhé. Bây giờ là 7 giờ 25 phút rồi. Các bạn là hết mồi lăng xê mình mới về nhưng không có nên mình cầu tiếp anh em nhé. Ok, về nhà mình quay được mấy con cá. Anh em đây về nhà nhá. Còn chép vàng thì mình cho ông anh ông mang về, ông ấy tha bể rồi. Con chép vàng nhìn thích quá, thích luôn. Còn đấy một con chép ta thì phê, để năm mai lại om dưa luôn. Thôi, hôm nay không móm được bốn con anh em nhé. 1 2 3 bốn em. Bốn em mới cả nổ mất một cái lăng xê này. Và một con thì đang xếch lên gần đến bờ thì tuột. Thế nếu mà tốt đẹp ra thì được 6 con. À, tính cả con cá chép nó 7 con. Thôi ok, hôm nay mình về là 7 giờ hay mấy gì để quên mất rồi. Thì do là không móm rồi nên là mới cả thứ nhất mới cả hết mồi. Thế là mình về thôi. Lăng xê vẫn cứ chuẩn anh em ạ, vẫn cứ tốt hơn. Ngoánh vẫn cứ bán hơn. Ngồi ngoánh lục câu lâu lâu rồi không câu lục mà ngồi câu, tôi ngồi cái câu ngủ gật anh em ạ. Hôm nay có con ba ba nó sòi lên ổ nhưng mà ở chỗ ổ lục nhưng mà không 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 giật được. Ok anh em rồi, tắm rửa thôi, hẹn gặp lại anh em ở các cái video clip sau. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh đi, ấn vào cái nút chuông bật lên để theo dõi đây. Chuông mồi câu lăng xê này, hôm bỏ ngăn đá này, đây là cái lúc trưa mình đi đấy, bỏ lên rồi thế thôi, có gì đâu đơn giản. Đây là cái gì, cái này là sò biển, trứng cá, cá toàn là cá thôi. Rồi giờ đây cá cho vào túi bóng và cho vào tủ lạnh thôi, không bị làm bao giờ ăn thì mới làm anh em nhé. Đây mồi lăng xê này, cho ngăn đá, trộn xong cho ngăn đá câu câu dần và giờ hết thì thôi. Rồi ok, hẹn gặp lại anh em ở các cái video sau.